Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em 0348308843. Theo dõi kênh của em thì bấm vô cái đăng ký kênh để mình cập nhật mấy cái video mới em đăng lên ha. Em cập nhật mấy cái món hàng đã bán hay chưa ở ngay cái tiêu đề của video dưới cái video này nè. Có cái tiêu đề đó, mọi người bấm vô thì em cập nhật cái đó cho mọi người biết để liên hệ ha, dễ dàng ha. Rồi. Hôm nay là cái video clip số 60. Đầu tiên là cái cây hước ha. Cây hước góc vuông nè. Của Shinhwa của Nhật. 50 cm ha. Đây. Cây này nó còn nguyên bao luôn. Chưa có sử dụng. Ở đây mở ra đây. Đây, rất là đẹp. Xin qua. Đây có hình con em coi hình như con gì nhận cũng không ra luôn, cũng giống như con bò à. Cái chiều ngắn này là 25 cm ha. Này chiều dài này là 50 cm của sinh qua nè, là bên luôn. Rồi cái hước này nó có độ dày là 1.2 ly ha, 1.2 ly. Cái bản của nó rộng 1.5 cm, bản này rộng 1.5 cm, độ dày là 1.2 ly. Chỗ này thì nó gia cố dày hơn nè. Đây. Rồi. Nó còn nguyên bao này ha. Rồi cái hước xin qua này có mã là 6001 nha mọi người, giá bán là 300.000. Tiếp theo là một cây cắt ống đồng của Lotter nè. Cây này là mở nhanh. Đây. Cắt ống to bỏ vô mở nhanh nha, cắt được ống tới ống 41 ha. Đây là độ dày, độ rộng của ống 41. Đây ví dụ mình kéo lên nhanh rồi mình bỏ ống vô rồi mình xiết này xuống. Đó. Nè. Nó được một khoảng để cho mình xiết. Rồi. Nếu muốn ống nhỏ thì mở ra rồi đẩy cái này xuống thôi. Nè. Ống lớn hoặc nhỏ nè. Rồi vẫn xiết vô bình thường. Ok, cái lưỡi này còn rất là ok. Nó là nhôm đúc nguyên khối ha, rất là dày luôn, cứng cáp. Ở đây nó có cái lưỡi do ống. Kích thước nè mọi người 17 ha. Rồi. Cái cắt ống đồng ha, có mã là 6002, giá 300.000. Tiếp theo là một cây hước kéo của thương hiệu Lyon.
Đây, ly ông 5m nhân 16mm ha. Japan. Đây, Tokyo. Có nút bấm nè. Đây. Còn khá là đẹp. Ok, hước 5m nha mọi người. Rồi, cái hước 5m này có mã là 6003 ha, giá 250 ngàn. Rồi, tiếp theo một cái bình nước màu hồng. Nó chứa dung tích là 0.36 lít nè. Của cái hương hiệu Yuzi. Sản xuất Thái Lan ha, xuất cho thị trường Nhật ha. Nhà máy sản xuất nó đặt ở Thái Lan. Thật ra cái hương hiệu này cái nhà máy sản xuất nó rất là nhiều nơi luôn. Trung Quốc cũng có nè, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia. Đây là nó xuất cho thị trường Nhật ha. Này, cái này phù hợp cho mình đựng nước đá lạnh ha, nước ngọt đó. Mình chế vô 0.36 nè, vừa một lon nước ngọt chế vô và chế đá. Đây, nó có cái nắp để mình bật ra. Ron rất là kín luôn. Bình nhỏ gọn ha, bỏ túi ok. 17 cm. Đường kính nó 6.5 cm ha. Rồi cái bình này có bình nước này có mã là 6004 nha. Giá 150 ngàn. Bình màu hồng. Rồi một cái hộp đựng thực phẩm nè. Của thằng Ấn Độ sản xuất đây. Nó là Ấn Độ sản xuất ha, xuất cho thị trường Nhật nè. Đựng thực phẩm nè, đựng bánh, đựng gì đó. Kích thước nó là 9 x 12.5 cm nha. Đây, đường kính chính á, chiều cao là 12.5. Đó. Làm rất là cứng cáp, nó là inox. Này là full inox ha. Vừa khít luôn, cứng cáp. Làm rất là chất lượng. Một cái hộp inox. Rồi cái hộp inox này có mã là 6005, giá 150 nha. Rồi tiếp theo là 5 cái ly ha. Một cái ly uống nước. Đây, các hương hiệu luôn. Cái này là hương hiệu này là của Mỹ nè. Sản xuất tại China, hương hiệu của Mỹ ha. Hương hiệu này nó nằm nó bán trên 110 mấy quốc gia nha mọi người. Hương hiệu này rất là nổi tiếng luôn. Cái này của Nhật ha. Hương hiệu Nhật. Đây, cái này nó bay thương hiệu rồi, nhưng mà ly hai lớp không nha mọi người, đựng nước đá rồi ok. Cái này ly này là rất là nhiều lớp luôn, mọi người coi cái độ dày của nó nè, không hiểu sao nó làm rất là dày. Đem đo cái độ dày này để coi nó là bao nhiêu nha. Cái độ dày này nó là 1/2 nha, 1.2 cm. Cái độ dày nè của cái ly này nè. Cái ly đặc biệt, nó cũng bay mắt cái tem mà. Rất là nặng luôn, không biết nó đổ bên trong cái gì, nặng lắm, nặng hơn rất là nhiều so với cái ly này. Rồi 5 cái ly nha mọi người. 5 cái ly ha, 5 cái ly uống nước. Rồi 5 cái ly này có mã là
6006 giá 500.000. Tiếp theo là một cây kéo. Đây là một cây kéo của Mỹ nha mọi người. Kéo cắt giấy ha, cắt vải cũng được, cắt chỉ gì đó. Nó thiết kế rất là dài ha, mũi nhọn nè. Nó dài tới 23, gần 23 cm luôn. Mũi nhọn hoắt. Đây nó của Yuta nè mọi người. Thương hiệu Dulux ha. Dulux nè. Đó. Dulux. Thép trắng ha. Ngay lưỡi nó nè. À, cái này nó bị nó sử dụng rồi nha, chỗ này nó hơi lục tí, ngoài này rất là bén. Cái dạng lưỡi này giống như là lưỡi cắt vải ha, nó cái mép cắt nó như vậy nè, thẳng. Mọi người xem kỹ cái lưỡi ha. Đây. Ok, cái kéo của Mỹ, Dulux của Mỹ có mã là 6007 nè, giá 250.000. Rồi tiếp theo một cây kìm chốt dây điện. Đây, một cái kìm chốt dây điện của Vassel. Vassel Japan ha. Kìm này là size 3.2 trở xuống. 3.2, 2.6, 2.0, 1.6, 1.0. 2, 4, 5 cỡ dây nha mọi người. Đây. Chốt rất là nhanh luôn. Phù hợp cho mọi người làm nhiều, số lượng nhiều á, mình cần chốt nhanh thì mình sử dụng cái này rất là tiện. Đó. Rất là nhanh. Nó bằng nhôm đúc ha, rất là chắc chắn, bền. Rồi cái kìm chốt dây điện này có mã là 6008 nha, giá bán 350.000. Tiếp theo là hai cái con dao y chang nhau nha mọi người, nên mình anh em nào mua một con thì mình giao bất kỳ thôi. Rồi hai con dao của đây, của Daiwa. Con dao này dao đa năng ha, đi câu đi gì đó, giống như dao đi câu. Nó có đồ hôi nữa nè. Nó là thép trắng luôn ha. Dao kiểu dao bướm, dao xếp nè. Nó xếp lại đó. Kiểu dao bướm nha mọi người. Dao mà mọi người biểu diễn á, mọi người tìm con dao bướm biểu diễn là sẽ thấy ha. Đó. Thương hiệu Daiwa nè. Thương hiệu này chuyên sản xuất cái mấy cái đồ câu ha. Đây kích thước của nó là 20 ha. Rồi ok. Con dao này có mã là 6009, giá 250.000 một con ha. Rồi cuối cùng là một cái mỏ hàng.
rất là to của Haco. Mỗi hàng Haco xài điện 100V nha mọi người. Công suất nó là 300W. Đây là cái mũi đồng nó của nó nè. Cái này nóng rất là dữ luôn. Nóng rất là lâu luôn. Haco Unio. Dòng này có công tắc on off luôn nè. Cho mọi người xài rất là tiện. Thân rất là chắc, cứng ha, bằng sắt thép dày nè. Đây. Cứng chắc. Cái mũi đồng này rất là bự luôn nha mọi người. Nó có đường kính là 21 mm ha. Là 2 phân 1. Dây điện này riêng của nó nè mọi người, dây điện chống cháy của Haco luôn. Đây, nguyên cây nó zin hết. Kích thước của cây này là 37 cm. Đây. Cái thân nè, thân nó 3.5 cm. Mũi hàng nó dài 7 cm ha. Đây, cận cảnh cái mũi hàng nè. Quá to luôn. Rồi nó xài điện 100V nha mọi người, điện zin của Nhật á. Thương hiệu Haco là gấp chuyên sản xuất mấy cái mỏ hàng ha. Rồi, cái mỏ hàng này có mã là 6010. Giá bán 900.000. Rồi, em kết thúc cái video hôm nay ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ nha. Mọi người nhớ bấm vô đăng ký kênh để mình cập nhật mấy cái video mới nha.